Những bộ phim Hàn Quốc luôn làm rất tốt trong việc lấy đi nước mắt của người xem, nhưng không phải bộ phim nào cũng có thể làm được điều đó ngay từ những giây phút đầu tiên. Yêu Tinh là một trong số ít những bộ phim đến từ xứ sở kim chi đã thành công chạm đến trái tim khán giả chỉ với vài phút đầu ngắn ngủi. Với một chủ đề mang yếu tố thần thoại, tâm linh kết hợp với một câu chuyện tình cảm đặc trưng của thể loại K-drama, Goblin thực sự đã tạo nên một sự khác biệt vào thời điểm ra mắt. Và để các bạn có thể một lần nữa sống lại những ký ức khi lần đầu theo dõi bộ phim này, video ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn toàn bộ những diễn biến của Yêu Tinh. Cùng bắt đầu thôi nào, let's go! Hơn 900 năm trước, vào thời kỳ Cao Ly, đất nước đang được trị vì dưới triều đại của vua trẻ Wang Yo. Bên cạnh hoàng đế có ba người vô cùng thân cận là cận thần Park Jung Hoon, hoàng hậu Kim San và cuối cùng là tướng quân Kim Shin, anh trai của hoàng hậu. Thế nhưng Park Jung Hoon lại là một gian thần. Hắn lợi dụng sự non nớt của hoàng thượng để dỉ vào tai những lời ong tiếng ve, khiến hoàng thượng trở nên mu muội và dần quay lưng với hai người còn lại. Đỉnh điểm, vua Wang Yo đã kết tội làm phản cho tướng quân Kim Shin, kết liễu anh với chính thanh kiếm đâm xuyên qua ngực cùng với hoàng hậu Kim San. Trong lúc gần đất xa trời, vị thần tối cao, người điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới đã xuất hiện dưới hình hài một con bướm. Thần đã nguyền rủa Kim Shin với một kiếp sống bất tử cô độc, cùng quyền lực gần như vô hạn, biến anh trở thành yêu tinh. Chỉ có duy nhất cô dâu yêu tinh mới có thể rút thanh kiếm trước ngực của anh ra, đồng thời hóa giải lời nguyền và chấm dứt cuộc sống bất tử. Kim Shin sau khi được hồi sinh đã quay trở về cung và giết chết tên gian thần Park Jung Hoon để trả thù. Anh sau đó cùng cậu bé đầy tớ rời khỏi Hàn Quốc và đến sinh sống ở Canada trong một khoảng thời gian. Vào năm 1997, trong một lần trở về Hàn Quốc, Kim Shin tình cờ bắt gặp một cô gái bị bỏ lại trong một vụ tai nạn giao thông. Trong giây phút nguy kịch, cô gái đã cầu xin thần linh hãy cứu lấy đứa con trong bụng của mình. Trong một phút yếu lòng, Kim Shin đã cứu sống cả hai mẹ con. Sau khi cả ba người rời đi, có một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện. Đó chính là thần chết. Đáng ra, anh là người sẽ dẫn dắt hai mẹ con cô gái xuống cõi âm để đầu thai. Thế nhưng mọi chuyện lại không như anh tính toán vì sự can thiệp của yêu tinh. Một thời gian sau, đứa con gái trong bụng cô gái kia chào đời với cái tên là Ji Eun-tak, người được định sẵn với số phận là cô dâu yêu tinh. Được sinh ra từ phép thuật của yêu tinh, Eun-tak lớn lên có thể nhìn và nói chuyện được với hồn ma. Sau khi mẹ qua đời, Eun-tak chuyển về sống cùng với gia đình của dì. Họ đối xử với Eun-tak không khác gì đầy tớ, khiến cuộc sống của cô vô cùng khổ cực. Vào ngày sinh nhật thứ 19 của mình, Eun-tak đã thổi nến và vô tình triệu hồi Kim Shin. Cô lập tức nhận ra đây không phải là con người. Còn về phía yêu tinh, anh khuyên cô nên đi làm ở quán gà rồi rời đi ngay sau đó. Trở về nhà, Kim Shin nhận ra thằng cháu ngỗ ngược Yung Đức Hoa của mình đã cho thuê nhà khi biết tin anh sắp đi nước ngoài. Thế nhưng người thuê nhà lại tình cơ chính là thần chết phụ trách dẫn dắt Eun-tak năm xưa. Và thế là thần chết đã trở thành bạn cùng nhà của yêu tinh. Eun-tak sau khi không thể xin việc ở quán gà nào đã vô tình triệu hồi yêu tinh bằng cách thổi tắt ngọn lửa. Lúc này, cô đã đoán ra thân phận của Kim Shin là yêu tinh, đồng thời tiết lộ với anh rằng mình chính là cô dâu yêu tinh. Kim Shin đòi Eun-tak chứng minh vì chỉ có duy nhất cô dâu yêu tinh mới nhìn thấy thanh kiếm cắm trước ngực anh, nhưng cô lại không nói được. Kim Shin sau đó bỏ đi và dịch chuyển đến Canada thông qua một cánh cửa, và bất ngờ thay, Eun-tak đã đi được theo anh. Eun-tak tỏ ra rất hào hứng khi lần đầu được đến Canada. Kim Shin sau khi đưa cô đến khách sạn đã rời đi để đến viếng thăm mộ của những người đầy tớ trước đó đã ra đi. Tại đây, Eun-tak đã để lại một lá thư cho bản thân vào 10 năm sau. Yêu tinh khi trở về cực kỳ trăn trọc và suy nghĩ rằng liệu cô gái kia có phải là cô dâu của mình không. Đến mức anh đã chủ động đến tìm Eun-tak để tra hỏi, nhưng tiếp tục không nhận lại được điều gì. Về phía Eun-tak, cô đã thành công xin việc ở một quán gà của một chị gái xinh đẹp tên là Sunny. Trong một lần thổi diêm để triệu hồi yêu tinh, Eun-tak bất ngờ gặp thần chết. Và lần này, anh ta sẵn sàng để đưa cô đi. Thế nhưng yêu tinh lại không dễ gì để cô gái của mình bị bắt đi như vậy. Sau khi đuổi được thần chết, hai người đã tranh cãi rất quyết liệt. Kim Shin thì cho rằng Eun-tak không phải là cô dâu vì cô căn bản không nhìn thấy thanh kiếm. Ngược lại, Eun-tak cũng chẳng cần và rồi hai người đường ai nấy đi. Dù vậy, tâm trí của hai người vẫn chẳng thể rời khỏi nhau. Ở một diễn biến khác, người dì ác độc của Eun-tak không tha thứ cho cô bé. Bà ta nói với đám chủ nợ của mình rằng Eun-tak có một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền bảo hiểm rất lớn mà mẹ cô để lại. Điều này khiến cho đám giang hồ kia đã bắt cóc và đòi tiền cô. Trong giây phút nguy kịch, vết bớt trên cổ của Eun-tak đã phát sáng. Đèn đường đã tắt, dưới ánh đèn le lói của chiếc ô tô xuất hiện hai bóng đen. Đó chính là yêu tinh và thần chết đang từ từ bước đến với một ánh sáng đầy sát khí. Hai người nhanh chóng giải cứu Eun-tak rồi cùng nhau trở về. Một thời gian sau, Eun-tak đã cố hỏi Kim Shin thứ mà chỉ có cô dâu yêu tinh mới có thể nhìn thấy là gì. Thế nhưng anh nhất quyết không nói. Eun-tak cũng cứng đầu không kém khi cứ úp mở, khiến cho Kim Shin liên tục phải chiều theo những yêu cầu của cô. Cuối cùng, câu trả lời vẫn chưa được đưa ra. Về phía thần chết, trong một lần đi ngang qua quầy bán trang sức bên lề đường, anh đã gặp chị chủ quán gà Sunny.
Dù lần đầu gặp nhưng thần chết lại bất giác đổ lệ. Thấy vậy, Sunny liền nhường anh cái nhẫn cùng với số điện thoại của mình. Lúc này, Kim Shin quyết định gặp Eun-tak lần cuối để từ biệt và dọn đi nước ngoài sinh sống. Vậy nhưng giây phút Kim Shin chuẩn bị rời đi, Eun-tak đã níu kéo anh ở lại Hàn Quốc bằng cách tiết lộ rằng cô nhìn thấy thanh kiếm. Kim Shin sau đó đã nhờ chủ tịch Shin-woo, hậu duệ của cậu bé đầy tớ trước kia của mình, sắp xếp cho cô một phòng khách sạn. Chủ tịch đồng thời cử đứa cháu Đức Hoa của mình đến phục vụ cô. Sống cuộc sống tiện nghi ở khách sạn nhưng chỉ có một mình không khỏi khiến Eun-tak cảm thấy cô đơn. Về phía Kim Shin, anh vô cùng sốc khi cô dâu mình tìm kiếm bấy lâu đã xuất hiện, đến mức thần kinh bất ổn và ngó lơ Eun-tak. Chính vì vậy, sau khi Kim Shin chia tay một người bạn cũ đã mất tại Canada, cô triệu hồi anh đến căn phòng khách sạn để chất vấn. Tuy rằng lúng túng trước cô dâu yêu tinh, hai người đã có buổi hẹn hò đầu tiên đầy tình cảm. Trong lúc say, Kim Shin đã tiết lộ với Eun-tak rằng sứ mệnh của cô dâu yêu tinh là rút thanh kiếm trên ngực của anh ra, nhưng lại không nói rằng khi đó anh sẽ chết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim Shin cực kỳ hoảng loạn khi tưởng rằng đêm qua mình đã tiết lộ tất cả cho Eun-tak. Yêu tinh sau đó dẫn Eun-tak đến Canada để cùng nhau hẹn hò cho một nhà hàng sang trọng, biết được rằng đêm qua mình chưa nói cho Eun-tak biết sự thật về cây kiếm. Hai người sau đó cùng nhau chia sẻ và trò chuyện rất thân mật. Thế nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc rút thanh kiếm ra, lồng ngực của Kim Shin lại đau đớn tột cùng. Về phía thần chết, sự việc rơi lệ với cô chủ tiệm gà Sunny khiến cho đầu óc anh quay cuồng, đi đâu cũng thấy hình bóng của người thương nhưng lại không có dũng khí gọi cho cô. Ngược lại, Sunny cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi. Một ngày kia, hai người tình cờ gặp lại nhau trên cây cầu lần trước. Sunny dù rất giận nhưng vẫn mời anh đi cà phê, còn thần chết lại tỏ ra vô cùng lớ ngớ và không biết phải làm gì. Mọi chuyện có vẻ như tương đối thuận lợi cho đến khi Sunny hỏi anh tên là gì, bởi vì thần chết không hề có tên. Ở một diễn biến khác, sau khi trằn trọc suy nghĩ, Kim Shin quyết định sẽ đón Eun-tak về nhà để sống cùng với anh, đối xử rất chu đáo và thỉnh cầu cô rút thanh kiếm ra. Thế nhưng Eun-tak lại từ chối, bảo rằng muốn hoãn việc đó lại, đề phòng sau khi rút thanh kiếm xong anh sẽ đuổi cô ra ngoài. Cũng vì việc này mà hai người đã có một cuộc cãi vã lớn, để rồi trong lúc mất bình tĩnh, Kim Shin đã tự nhận mình là bạn trai của Eun-tak, khiến cho hai người đều vô cùng xấu hổ. Dù ngại ngùng nhưng họ vẫn cùng nhau đi hẹn hò tại nhà hàng ở Canada. Tại đây, Kim Shin vô tình thấy được một viễn cảnh trong tương lai, khi mà tại chính nhà hàng này, Eun-tak năm 29 tuổi đang có hẹn với một vị giám đốc có vẻ như không phải là anh. Về phía thần chết, anh phải đến tìm Eun-tak để nhờ cô kiếm cho mình một cái tên thật hay, để rồi chọn ra cái tên Won-bin. Với nhận dạng mới này, anh đã tự tin gọi điện để hẹn Sunny đi cà phê lần nữa. Won-bin cùng Đức Hoa đi hẹn hò với Sunny cùng với bạn của cô, tuy nhiên mọi thứ vẫn vô cùng kỳ cục, song ít nhất mối quan hệ của họ đã có tiến triển. Thần chết đã tặng lại cho Sunny chiếc nhẫn ngọc. Quay trở lại với Kim Shin, anh yêu cầu Eun-tak rút thanh kiếm của mình ra, đồng thời hé lộ cho cô một chút về lời nguyền làm yêu tinh của mình. Eun-tak đã vô cùng xúc động và đồng cảm đến mức bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ chỉ rút thanh kiếm ra khi tuyết rơi đầu mùa. Một thời gian sau, trong một lần cùng nhau đi dạo, Kim Shin đã chia sẻ với Eun-tak về ngày mà anh cứu mẹ của cô, và một lần nữa khiến cho cô bật khóc vì cảm động. Điều này khiến cho cô đã đồng ý rút thanh kiếm của anh ra ngay lập tức. Thế nhưng vì có vẻ bị ngợp, yêu tinh đã bất ngờ bỏ chạy. Kim Shin sau đó đã bắt đầu tránh mặt và ra vẻ giận dỗi với Eun-tak, nhưng thực chất đó chỉ là lý do để anh trì hoãn việc rút thanh kiếm ra mà thôi. Đến cuối cùng, khi Kim Shin đã hạ quyết tâm, anh giao phó mọi chuyện cho chủ tịch Yoo Shin-woo, dặn dò thằng cháu Đức Hoa. Cuối cùng, nhờ thần chết xóa trí nhớ của Eun-tak để cô không ân hận vì việc mình đã làm. Kim Shin sau đó tặng quà cho Eun-tak rồi dẫn cô đến cánh đồng hoa kiểu mạch để cô thực hiện sứ mệnh. Cũng tại đây, Eun-tak đã viết ra một bản hợp đồng giữa cô và yêu tinh, đảm bảo yêu tinh sẽ không bỏ trốn sau khi được cô rút kiếm. Tuyết đầu mùa đã rơi, thế nhưng cô lại không thể nào nắm được chuôi kiếm. Eun-tak kết luận rằng để có thể phá bỏ lời nguyền, họ phải hôn nhau giống như trong truyện cổ tích. Thế là cô nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi của yêu tinh. Nhưng nỗ lực của Eun-tak đều không có hiệu quả và mọi chuyện lại trở về bình thường. Kim Shin bắt đầu làm khó Eun-tak bằng việc bắt cô làm việc nhà. Eun-tak cũng không phải dạng vừa khi cũng đứng lên chống lại sự giận dỗi của yêu tinh. Sau một hồi cãi vã qua lại, cuối cùng yêu tinh cũng thừa nhận giờ đây mình chính là bạn trai của Eun-tak. Anh sau đó đưa Eun-tak đi thi, đồng thời mua bánh kem để chúc mừng. Điều này khiến Eun-tak cực kỳ cảm động và rồi hai người dắt tay nhau đi hẹn hò. Đến cuối buổi hẹn, Kim Shin nói rằng nếu cô dâu thực sự xuất hiện, anh sẽ phải đi một nơi rất xa dù anh không hề muốn. Về phía thần chết, trong cuộc hẹn tiếp theo với Sunny, anh buột miệng nói rằng mình rất nhớ cô. Hai người bắt đầu trở nên hòa hợp và thân thiết hơn rất nhiều. Về đến nhà, thần chết vô tình nhìn thấy bức ảnh của Kim Sun, em gái yêu tinh, hoàng hậu của vị vua năm xưa. Và một lần nữa trong vô thức, nước mắt của thần chết lại rơi trong đau khổ. Trong lúc đó, Kim Shin đang đi dạo cùng Eun-tak. Cô vừa nói vừa rưng rưng rằng mình sẽ sớm dọn ra ngoài. Kim Shin bất ngờ ôm cô vào lòng, nhưng cũng vào lúc đó, vết kiếm đâm của anh bỗng nhiên đau nhức. Eun-tak đoán rằng có điều gì đó không ổn với cây kiếm, nên cô đã với tay ra và bất ngờ cầm vào được nó.
Ưn Chắc bắt đầu dùng lực và dần dần rút được nó ra, nhưng Yêu Tinh đã lập tức đẩy cô đi. Hóa ra, Yêu Tinh vẫn chưa sẵn sàng để rời xa Ưn Chắc. Một vài ngày sau khi tiễn Ưn Chắc lên xe buýt, Kim Shin lướt qua một tên trộm và nhìn thấy được tương lai của hắn. Trong một vài phút nữa, hắn sẽ gây ra một vụ tai nạn khủng khiếp cho chính chiếc xe buýt mà trước đó Ưn Chắc đã bước lên. Yêu Tinh đương nhiên là không muốn nhìn thấy cô dâu của mình chết nên anh đã can thiệp. Sau sự cố đó, tình cảm của Kim Shin và Ưn Chắc càng trở nên lớn hơn, đến mức anh đã không ngại tỏ tình với cô. Cùng lúc đó, Thần Chết tiếp tục đi hẹn hò với Sunny, và lần này cô đã tiết lộ cho anh tên thật của mình. Đó chính là Kim Sun, giống với tên người em gái năm xưa của Yêu Tinh. Nghe đến đây, lồng ngực của Thần Chết bỗng nhiên đau nhói. Anh lập tức xóa trí nhớ của Sunny về buổi hẹn ngày hôm đó. Trong lòng của Thần Chết biết rằng có sự liên kết gì đó giữa Sunny và cô gái trong tranh của Yêu Tinh. Lúc này, Ưn Chắc bất ngờ tra hỏi Thần Chết rằng chuyện gì sẽ thực sự xảy ra nếu cô rút thanh kiếm trên ngực của Yêu Tinh, và Thần Chết đã tiết lộ sự thật cho cô. Ở một diễn biến khác, Kim Shin chạm mặt một cô gái xinh đẹp, người đã thoát ẩn thoát hiện từ trước tới nay. Cô gái này chính là bà Mụ, một vị thần chịu trách nhiệm tạo ra tất cả những đứa trẻ trên thế giới này và cũng là người giúp đỡ Ưn Chắc từ khi cô còn là một đứa trẻ. Bà Mụ nói với Kim Shin rằng đã đến lúc anh phải ra đi, bởi lẽ nếu anh còn vương vấn với trần gian này lâu hơn nữa, Ưn Chắc sẽ chết. Đó là kế hoạch, cũng chính là sự trừng phạt mà thần đã bắt anh phải hứng chịu. Sau cuộc trò chuyện với Thần Chết, Ưn Chắc biết được sự thật rằng sứ mệnh của cô khi sinh ra là để rút thanh kiếm trên ngực Yêu Tinh và kết thúc cuộc sống bất tử của anh. Không chấp nhận điều này, Ưn Chắc đã bỏ đi để tránh mặt anh. Kim Shin đã cố gắng tìm cô nhưng không thấy tung tích gì. Cho đến khi Thần Chết thú nhận rằng anh đã kể hết mọi chuyện cho Ưn Chắc vì anh không muốn Yêu Tinh phải biến mất. Yêu Tinh sau đó đã đến quán gà rán mà Ưn Chắc làm thêm và vô tình gặp được Sunny. Khi đi ngang qua cô, anh đã nhìn thấy viễn cảnh tương lai giữa cô và Thần Chết. Sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của hai người, Yêu Tinh biết được rằng Ưn Chắc đã nghỉ việc ở tiệm gà rán và chuyển đi. Để biết được ngày Ưn Chắc gặp nạn để thay đổi số phận, Yêu Tinh đã nhờ đến sự giúp đỡ từ Thần Chết để có được thông tin của cô từ danh bộ, nơi quản lý thẻ tên của những người chết. Trong quãng ngày không có Ưn Chắc bên cạnh, Yêu Tinh không điều khiển được tâm trạng của mình mà khiến những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Trong lúc này, Chủ tịch Yu đã có cuộc trò chuyện với thư ký Kim. Ông tiết lộ rằng chính Kim Shin đã chọn thư ký Kim để giúp anh có một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Để ngăn chặn việc Yêu Tinh liên tục làm hỗn loạn thế giới, Đức Hoa đề nghị sẽ giúp đỡ chú mình đi tìm Ưn Chắc. Bằng một cách nào đó, anh đã tìm thấy cô đang làm việc tại khu trượt băng. Biết tin này, Kim Shin đã ngay lập tức đến bên Ưn Chắc và thú nhận sự thật với cô. Nhưng Ưn Chắc vì không muốn anh phải biến mất nên đã liên tục từ chối việc quay về. Cho đến khi cô gặp tai nạn, thẻ tên của cô đã được gửi đến Thần Chết. Kim Shin lập tức tìm đến nơi và giải cứu Ưn Chắc. Cả hai quyết định sẽ ở bên cạnh nhau và tìm cách thay đổi kế hoạch của thần. Về phía Thần Chết, vì cảm thấy có lỗi sau khi xóa ký ức của Sunny nên anh không dám đến gặp cô nữa. Cho đến khi có đủ can đảm để tiếp tục cuộc hẹn thì lại bị Yêu Tinh xen vào. Trong lúc gọi đồ ăn ở quán gà rán, Thần Chết đã vô tình gọi Sunny là Kim Sun. Điều này đã khiến Sunny và Yêu Tinh bất ngờ, vì theo ký ức của cô, Sunny chưa bao giờ kể cho Thần Chết nghe về tên của mình. Cô đã gọi anh ra ngoài để hỏi cho rõ sự việc, nhưng trong lúc đó lại vô tình nắm lấy tay anh. Điều này đã khiến Thần Chết nhìn ra được kiếp trước của cô. Anh đoán rằng Sunny chính là Kim Sun, em gái của Yêu Tinh. Nhưng vì chưa chắc chắn về điều này, Thần Chết đã mượn chiếc nhẫn của Sunny để hỏi Kim Shin liệu anh có biết về nó không. Tuy không biết về chiếc nhẫn, nhưng Yêu Tinh đã kể câu chuyện quá khứ của mình cho Thần Chết, bao gồm cả lời hứa bảo vệ vị vua Wang Yo. Vào đêm giao thừa, Sunny và Thần Chết đã có buổi hẹn hò cuối năm. Trong khi Thần Chết muốn nắm tay của Sunny để có thể biết thêm về kiếp trước của cô, Sunny đã mất kiên nhẫn và bắt đầu hỏi Thần Chết về con người thật sự của anh. Sau khi nhận ra anh không có ý định trả lời câu hỏi này, Sunny quyết định chấm dứt mối quan hệ với Thần Chết. Ngày đầu tiên của năm mới bắt đầu khá yên bình, Yêu Tinh dành thời gian nhớ về viễn cảnh tương lai mà anh từng thấy của Ưn Chắc và quyết định sẽ đến Canada mua một chiếc vòng cổ đặc biệt dành cho cô. Sau khi trở về, anh gặp Chủ tịch Yu và nhận ra quỹ thời gian của ông đã gần hết. Đồng thời lúc đó, anh cũng nghe được thông tin từ Thần Chết và biết được rằng Sunny chính là em gái mình. Kim Shin ngay lập tức đến tìm Sunny và kể sự thật về thân phận của họ ở kiếp trước. Tất nhiên là cô không tin những lời nói này của Yêu Tinh và Thần Chết và thậm chí còn thấy phiền khi Yêu Tinh liên tục tìm đến quán và tặng những món đồ yêu thích của Kim Sun kiếp trước. Để ngăn chặn Yêu Tinh gây phiền hà cho Sunny, Ưn Chắc đã nói chuyện với Đức Hoa để xin lời khuyên. Anh liền kể toàn bộ câu chuyện cho Ưn Chắc, ngay cả chuyện Thần Chết có khả năng nhìn thấy kiếp trước của một người chỉ qua một cái chạm. Hiểu được điều này, Ưn Chắc đã nói chuyện với Sunny để rồi cô quyết định sẽ đến gặp Yêu Tinh. Tại đó, cô được nghe câu chuyện về cuộc đời của Kim Sun ở kiếp trước và hiểu được tình cảm của Kim Shin dành cho em gái. Ngày tốt nghiệp của Ưn Chắc đã đến, cũng là ngày cô có được người bạn thân đầu tiên. Khi mọi người xung quanh đều có bố mẹ đến chúc mừng, thì chỉ có một mình Ưn Chắc là không có ai bên cạnh, chỉ có bà Mụ đến và trao cho cô một cái ôm. Ưn Chắc nhận ra đó là người bà đã chăm sóc cô từ bé.
thẻ tên của Eunsak lại tiếp tục đến. Lần này, yêu tinh quyết định sẽ kể sự thật những cái chết đã được thần sắp đặt cho Eunsak. Dù biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, Eunsak vẫn quyết định tận hưởng cuộc sống của mình thay vì nhốt bản thân trong nhà chỉ để được an toàn. Về phía thần chết, vì không thể nào dừng việc nghĩ về Sunny, anh quyết định dùng chiếc mũ tàng hình của mình để âm thầm đến gặp cô. Tuy nhiên, Sunny đã cảm nhận được sự hiện diện của anh và hất chiếc mũ của anh xuống. Lúc này, thần chết buộc phải thú nhận thân phận thật của mình với Sunny. Trong một lần ở lại làm thêm, Eunsak đã gặp mặt Park Jung-hoon. Tên gian thần kiếp trước nay đã trở thành oán linh, tồn tại suốt hàng trăm năm, báo hiệu những điều tồi tệ sắp xảy ra. Trong một lần vì tò mò về mối tình cũ của yêu tinh, Eunsak đã lục lại những ký tự chữ Hán mà cô tìm thấy trong nhật ký của anh và đem đến hỏi thần chết. Tuy nhiên, điều này đã bị yêu tinh phát hiện. Sau khi dò hỏi, anh biết được Đức Hoa đã từng giải nghĩa những ký tự này cho Eunsak. Nhưng kỳ lạ là Đức Hoa không hề biết chữ Hán, cũng như những lời giải nghĩa mà anh đọc cho Eunsak đều chỉ xuất hiện trong đầu yêu tinh, chứ chưa hề được viết xuống giấy. Lúc này, yêu tinh và thần chết bắt đầu nhận ra, bấy lâu nay Đức Hoa chính là hiện thân của thần. Cậu ta biết tất cả những chuyện xoay quanh họ và dẫn dắt họ như đó là định mệnh được sắp xếp sẵn. Sau khi có cuộc trò chuyện với thần chết và yêu tinh, thần thoát ra khỏi cơ thể của Đức Hoa, để lại cậu cùng với hai ông chú đang làm loạn. Lúc này, thẻ tên của chủ tịch Yu cũng đã đến. Yêu tinh đau buồn về sự ra đi của người bạn trung thành và gửi lời tạm biệt đến ông thông qua thần chết. Trước khi mất, chủ tịch Yu để lại một bức thư cho thư ký Kim với nội dung rằng nếu một ngày nào đó có người đến và nhận mình là Kim Shin, người đến trong màn mưa và ra đi với ngọn lửa xanh thì hãy trao trả lại toàn bộ tài sản cho người ấy. Một khoảng thời gian sau, Eunsak chính thức vào học đại học. Yêu tinh đã tặng cho cô chiếc vòng cổ như một chiếc bùa hộ mệnh. Trong lúc Eunsak đến trường, Kim Shin đến tìm vị tướng đã từng phụng sự anh ở kiếp trước và trả ơn anh ấy ở kiếp này. Ngay trong tối hôm ấy, thần chết đến gặp Sunny, thú nhận toàn bộ về bản thân và trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn này đã trả toàn bộ ký ức kiếp trước cho Sunny. Ngay sau đó, anh thôi miên cô rằng hãy chỉ giữ những ký ức đẹp nhất và quên anh đi. Những lời thôi miên này mâu thuẫn và không có tác dụng. Sunny cuối cùng cũng đã nhận ra yêu tinh là anh trai tiền kiếp của mình. Ở một diễn biến khác, sứ mệnh của Eunsak đang trở nên lung lay. Vết bớt của cô mờ đi và khả năng nhìn thấy hồn ma cũng đang biến mất dần. Cô thú nhận với yêu tinh rằng mình đã gặp Park Jung-hoon. Điều này khiến anh trở nên lo lắng và lập tức đi tìm hắn. Thế nhưng thanh kiếm của anh không làm tổn thương được Park Jung-hoon. Mặt khác, hắn đã tiết lộ rằng thần chết chính là Wang Yo, vị vua kiếp trước đã xử tử hai anh em Kim Shin. Điều này khiến yêu tinh trở nên khó xử. Một lúc sau, thần chết cũng tự hỏi về thân phận của mình và chủ động đến gặp Kim Shin. Cả hai đã có cuộc trò chuyện căng thẳng với nhau. Thế nhưng thần chết vẫn dằn vặt vì không hề biết ký ức của mình. Để tránh việc gặp mặt thần chết, yêu tinh đã đưa Eunsak chuyển đến nhà của chủ tịch Yu. Ngay ngày hôm sau, thần chết nghe tin về một oán linh đã tồn tại ở trần gian rất lâu và lập tức phát hiện hắn đang qua lại ở quán Sunny. Nhưng anh không thể làm gì vì lúc này không có thẻ tên của hắn. Trong lúc đang ngồi suy nghĩ về Kim Shin, thần chết bị tổ giám sát địa ngục gọi đến. Họ thông báo rằng anh đã phạm rất nhiều tội, bao gồm lạm dụng năng lực thần chết, tiết lộ thẻ tên, vân vân. Hình phạt dành cho anh chính là phải nhớ lại toàn bộ tội lỗi kiếp trước của mình, rằng anh chính là Wang Yo. Sau khi ban cho Kim Shin và Kim San cái chết, Wang Yo sống trong đau khổ, ngày ngày uống bát thuốc do cung nữ dâng lên, dù biết rằng đó là thuốc có độc, để rồi tích tụ lại mà chết. Đó cũng là tội lớn nhất mà Wang Yo phải chịu, tội tự kết liễu bản thân mình. Quay trở lại với Sunny, trong lúc đang ngồi nói chuyện với Eunsak, Park Jung-hoon xuất hiện với ý định làm hại Sunny. Để bảo vệ cô, Eunsak đã ôm lấy Sunny. Vết bớt xanh của cô sáng lên, đẩy lùi tên oán linh và cũng khiến Eunsak ngã xuống. Sau sự kiện này, vết bớt của cô càng mờ đi, đồng nghĩa với việc yêu tinh sẽ khó mà bảo vệ cho Eunsak từ xa. Sau lần gặp Park Jung-hoon, Hoàng Yo đã viết gửi lên bộ báo cáo về tên oán linh để đưa hắn xuống địa ngục. Trong lúc đi nộp báo cáo, anh nhận được thẻ tên tiếp theo của Eunsak. Theo thời gian thì cô sẽ chết trong một tuần nữa. Hoàng Yo đã đến gặp yêu tinh để thông báo chuyện này cho anh. Cả hai sau đó đã cùng nhau nói về quá khứ. Lúc này, yêu tinh đã hiểu ra, thanh kiếm trên ngực anh chính là thứ vũ khí duy nhất có thể dùng để đánh bại Park Jung-hoon. Sau khi lên kế hoạch cùng thần chết, cả hai quyết định sẽ dành khoảng thời gian cuối cùng bên cạnh người họ yêu. Wang Yo đã đến gặp Sunny và chính thức nói lời tạm biệt cô. Yêu tinh thì cùng với Eunsak đi du lịch và nhớ về quãng thời gian hạnh phúc của anh và cô. Ngay sau đó, cuộc chiến giữa yêu tinh và oán linh bắt đầu. Vì biết hắn sẽ tìm đến Eunsak nên anh và cô đã lên kế hoạch sẵn. Khi Park Jung-hoon xuất hiện thì lập tức triệu hồi yêu tinh đến. Nhưng lúc này, vết bớt trên cổ Eunsak đã mờ đi. Kế hoạch của Park Jung-hoon là nhập vào Eunsak và dùng chính tay cô để rút kiếm của yêu tinh. Và hắn đã làm được điều đó. Nhưng ngay giây phút rút kiếm, thần chết đã xuất hiện và gọi tên Park Jung-hoon, khiến hắn phải thoát ra khỏi xác của Eunsak. Nhân lúc này, yêu tinh đã dùng tay của Eunsak và tự mình rút kiếm, để rồi anh cầm chiếc kiếm đó đánh bại oán linh. Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, yêu tinh trở về với cát bụi.
Khi gặp mặt thần, anh đã cầu xin rằng mình muốn là cơn mưa, là cơn gió, là tuyết đầu mùa để được ở bên cạnh Eun-tak. Về phía Eun-tak, sau khi Kim Shin biến mất, cô lập tức viết vào vở những ký ức cuối cùng của mình với anh trước khi thần xóa ký ức của tất cả mọi người để sắp xếp mọi thứ về đúng vị trí của nó. Thế nhưng Sunny và thần chết thì không bị xóa ký ức vì theo như lời của bà mụ, sẽ luôn cần người nào đó ngoài họ để nhớ về câu chuyện tình yêu của Yêu Tinh và Eun-tak. 9 năm sau, Eun-tak đã trở thành đạo diễn sản xuất của chương trình radio. Cô vô tình chuyển đến sống cùng khu với Sunny. Cả hai làm quen lại từ đầu, cô cũng không còn khả năng nhìn thấy hồn ma nữa. Cuộc đời cô giống như mất đi một quãng thời gian nào đó. Có nhiều thứ tồn tại mà cô chẳng biết nó có từ khi nào. Chẳng hạn như chiếc vòng cổ mà Yêu Tinh đã từng tặng cô. Mỗi khi cơn mưa đến hay tuyết đầu mùa xuất hiện, Eun-tak đều cảm thấy đau đớn và liên tục khóc vì thời tiết. Cho đến sinh nhật năm 29 tuổi, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, Eun-tak ngồi trên sân thượng và thổi nến chiếc bánh sinh nhật của mình. Hành động này đã ứng với điều khoản trong hợp đồng ràng buộc giữa cô và Yêu Tinh lúc trước. Đó là, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, khi Eun-tak gọi thì Yêu Tinh phải xuất hiện. Và đúng như lời đã viết trong hợp đồng, Yêu Tinh lúc này vốn đang tự đầy mình để trở thành mưa, thành gió, tuyết đầu mùa, lại chợt xuất hiện ngay bên cạnh Eun-tak. Cả hai có cuộc hội ngộ trong nước mắt, nhưng sự thật là Eun-tak không còn nhớ Kim Shin là ai. Yêu Tinh tìm đến Đức Hoa để nhận lại cháu. Thư ký Kim lúc này đã là giám đốc. Nhớ về bức thư chủ tịch quá cố để lại, giám đốc Kim nhận ra Kim Shin và trao trả lại tài sản cũng như cho anh một danh tính mới. Kim Shin cũng đã có cuộc hội ngộ với thần chết. Cả hai lại cùng nhau quay trở về ngôi nhà cũ. Với danh tính giám đốc mới của mình tại tập đoàn Yu, Kim Shin đã có thể tiếp cận Eun-tak một cách tự nhiên hơn. Cũng nhờ làm quen với Kim Shin mà Eun-tak đã ký được hợp đồng lớn cho đài radio của mình. Lúc này, bức thư mà Eun-tak đã gửi cho bản thân 10 năm trước tại Canada bỗng nhiên xuất hiện. Hwang Yo nhận nhiệm vụ đưa bức thư cho Sunny để cô trao nó cho Eun-tak. Sau đó, anh đã vô tình gặp lại Sunny trên đường. Tuy cả hai vẫn còn ký ức về nhau, nhưng họ quyết định sẽ vờ như không quen biết. Sau khi nhận được bức thư, Eun-tak cảm thấy tò mò về bản thân của 10 năm trước. Cô quyết định đến Canada để tìm hiểu. Trong lúc đi dạo phố ở Canada, một người phụ nữ bán đồ đã nhận ra chiếc vòng cổ mà cô đang đeo. Người phụ nữ nói rằng chiếc vòng cổ đã được mua bởi một người đàn ông cách đây 10 năm trước. Sau đó, Eun-tak gặp lại Kim Shin. Cả hai đã có một bữa ăn thịnh soạn. Đúng như viễn cảnh mà Yêu Tinh từng nhìn thấy. Hóa ra, vị giám đốc trong viễn cảnh 10 năm trước không ai khác lại chính là anh. Cũng nhờ kỷ niệm tại nơi này, Eun-tak đã nhớ lại toàn bộ ký ức đã bị xóa đi của mình. Cả hai cuối cùng đã được ở bên nhau. Lúc này, năng lực của Eun-tak cũng dần quay trở lại. Về phần Sunny, sau lần gặp lại thần chết, cô đã viết một tâm thư gửi đến radio của Eun-tak. Trong thư tiết lộ rằng cô vẫn nhớ tất cả mọi việc cũng như tình cảm cô dành cho Hwang Yo. Khi mọi người nghe thấy bức thư này thì cũng là lúc Sunny không còn ở lại Hàn Quốc nữa. Sau quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, Kim Shin cầu hôn Eun-tak và cả hai chính thức trở thành vợ chồng. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn là một ngày hoàn hảo đối với Eun-tak. Nhưng trên đường trở về nhà, tai nạn đã xảy ra. Một chiếc xe tải lao thẳng xuống dốc về phía một nhóm trẻ em. Để bảo vệ những đứa trẻ, Eun-tak đã hy sinh chính bản thân mình để ngăn chặn chiếc xe đó. Đây là điều mà thần chết hay ngay cả thần cũng không nhìn thấy được. Sau cùng, Yêu Tinh gặp Eun-tak lần cuối tại phòng trà của thần chết. Cô từ chối uống trà lãng quên và hứa rằng sẽ sớm chuyển kiếp. Lần tới này, cô sẽ là người đi tìm anh. Vài chục năm sau, thần chết và Sunny đều đã hết thời gian của mình ở kiếp này. Cả hai đã cùng nhau bước qua cánh cửa để đến kiếp tiếp theo. Suốt mấy trăm năm sau đó, Yêu Tinh đã sống một mình trong cô độc. Cho đến ngày, một nữ sinh đến tìm anh trên ngọn đồi tại Canada. Về phía thần chết và Kim Sun, cả hai đã chuyển kiếp và định mệnh lại đưa họ về với nhau. Và đó là toàn bộ 16 tập phim Goblin. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like, share và đăng ký kênh của chúng mình để đón chờ những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Way to Wear out.